Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức nhằm tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu vực dân cư, tạo thành sức mạnh to lớn, qua đây góp phần xây dựng quê hương đất nước vững mạnh. Năm nay, huyện Tân Thạnh chọn khu dân cư ấp Phước Cường, xã Hậu Thạnh Tây, tổ chức ngày hội điểm của tỉnh giao huyện, chọn ấp Trương Công Ý, xã Tân Lập, tổ chức ngày hội điểm của huyện. Với phương châm ai có gì góp nấy, rồi cùng nhau vừa nấu các món ăn, vừa chia sẻ chuyện gia đình và những bộn bề cuộc sống, làm cho không khí ngày hội thêm rộn ràng, thấm đượm tinh thần đoàn kết, thêm gắn kết tình làng nghĩa xóm. Vui lắm, chị em cũng đoàn kết dữ lắm, chị em cũng tích cực làm đồ dữ lắm. Cảm thấy vui vẻ, rồi chơi trò chơi đồ cũng vui vẻ. Rồi cũng mong cho năm nào cũng được ngày lễ như vậy, chị em đặng lợi đặng gặp mặt nhau đặng nói chuyện vui. Hiện khu dân cư ấp Xóm Cò, xã Nhân Ninh có 179 hộ với 828 nhân khẩu. Tại ngày hội, nhiều gia đình cá nhân được biểu dương khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Bà con chúng ta trong thời gian qua cũng tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, như phong trào xây dựng gần đây thì xây dựng cầu, thì phải nói là bà con chúng ta cũng là đồng lòng hiệp lực để làm sao cùng với nhà nước, cùng với chính quyền chúng ta xây dựng được cây cầu là khang trang đẹp, được nhiều cái địa phương người ta đi lại người ta cũng ca ngợi. Cái này cũng là cái điều mà vấn đề cái ấp nhà chúng ta cũng được vinh dự. Đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện xây dựng 55 mô hình về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh mới. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm có thể được xem là sợi dây gắn kết tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương Tân Thạnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.